Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay ở nhà bạn nên mình cùng thèm bánh quá à, rủ mẹ làm bánh ăn chơi bạn ơi. Ở đó thì mẹ có chuẩn bị sẵn cái gì bột đồ hết đây nè. Làm gì nữa? Bữa nay mình sẽ dẫn các bạn làm bánh bánh lọt nha. Bánh lọt. Đây. Hôm trước mình có làm lần mà mình lo lượng bằng cái lon đó. Các bạn không hiểu cứ hỏi nói sao này làm thì cân đi cân ký thì làm cho nó dễ hiểu. Giờ mình làm mình cân nước nha. Ở đây thì có bột gạo nè. Với lại đây bột gạo, bột mì, dừa với đường dừa. Với nước lá dứa. Lá dứa đó thì sáng mẹ đi ra vườn cắt rồi vô xay sẵn luôn bạn. Giờ mẹ sẽ cân nước ấy bột nha. Hôm nay mẹ sẽ làm hết. Giờ mình sẽ làm nửa ký bột gạo nha. Nửa ký bột gạo với 800 gram bột mì. Bột mì này bột mì tinh nha các bạn. Bột mì tinh, còn này là nửa ký bột gạo. Mình chia ra làm hai phần nè. Phần này mình làm bằng nước trắng. Phần này làm bằng lá dứa, làm hai màu. Làm hai màu luôn, cho nó đẹp bạn ơi. Hấp dẫn. Bên đây là 250g bột gạo, 250g bột gạo. Bên 250g bột gạo mình chia ra làm hai vậy đó. Rồi một này một bên là này 800g bột mì là mình chia một bên 400g. Là một bên vậy là mình làm với 1.4 nước, đương đương như 1.4 nước nha các bạn. 250g bột gạo với 400g bột mì là mình làm 1.4 nước. Giờ mình sẽ cân nước mình lần rước đổi ra nha. Mình chơi nguyên cái nồi luôn bạn ơi, cho nó tiện hồi khỏi mắc công sức rửa hai cái. Cái này 2 ký nước, giờ mình làm 1.4. Ngõ một bên vậy là 1.4 nước nè. 250g bột gạo với 400g bột mì là mình làm với 1.4 nước. Giờ mình làm để vô đây 1.4 nước nha. Một ký còn là 600g. Tại cái ca đó mẹ múc hơi nhiều bạn nên mình cân lượng thì cứ mình cân ký tư vô đây được rồi. Tại mình bên kia là 1.4 nước lá dứa hả mẹ? 1.4 nước lá dứa. Rồi đây là 1.4 nước mình lượng vô đây rồi đó. Còn bên đây là một cũng 1.4 nước luôn rồi, 1.4 nước lá dứa nè. Cái thau này ta chồng đi ăn. Thiếu rồi. Đây nè bạn ơi, đổ vô đây 1.4 nước á, thì mình đổ vô cái phần bột gạo này luôn nè. Chắc mẹ đổ vô đang quậy cho nó tan bột gạo trước. Còn đây phần bột gạo riêng để nước lá dứa. Bạn làm hai màu vậy á, nhìn nó đẹp hơn. Rồi cái này cũng 1.4 nước luôn các bạn, để vô đó luôn nha. 1.4 nước luôn quá. Các bạn thấy không? Màu lá dứa đẹp chưa? Hấp dẫn chưa? Đúng là màu xanh. Đúng là cái màu xanh tự nhiên lúc nào nhìn cũng đẹp hết trơn á. Nhìn nó xanh nè. Đã không? Bạn mình làm hai màu gì nè cho đẹp. Nếu các bạn không có lá dứa thì mình để lên màu cũng được, nhưng mà cái màu thì nó không ngon, không thơm bằng lá dứa thôi. Lá dứa thì nó thơm, nó ngon hơn. Cái phần màu thì ăn thì nó hơi bị, nói chung là độc, không có tốt cho sức khỏe. Đó. Đây là hai màu. Tại mình để trong cái nồi các bạn, hồi mình làm luôn cho nó tiện á. Nếu để ở ngoài thì nhìn nó đẹp và hấp dẫn hơn, nhưng mà cái này quan trọng là cái phần bánh ngon hay không. Dừa này thì tí mình mượn anh Dạng Nạo ra bạn, mình sẽ làm nước cốt. Rồi xong, giờ mẹ sẽ quậy bột nha. Quậy cho tan hay gì mẹ? Con bạn mình làm cách này mau ăn mà lại dễ hiểu đó các bạn ơi, mau ăn lắm mà nó dai lắm. Tại vì mình làm có bột mì nè, hồi xưa bắt ngâm nước cho này nọ, còn giờ khỏi, làm cách này mau ăn lắm mà ngon lắm. Các bạn cứ đánh đều vậy ra cho nó tan.
Mình phái cái màu này rồi đó nha. Dứa là thơm lắm à. Lấy dứa nè, thơm mà nhìn đẹp nè. Màu xanh nè, màu xanh lúc nào cũng hấp dẫn hơn chân nè. Các bạn làm bánh gì cũng vậy hết trơn, mình để mèo tự nhiên á là nó sẽ ngon và nó thơm hơn nha. Còn chút nữa phần nước cốt với phần đường đó mình sẽ giới thiệu sau nha. Giờ mình làm bằng bọt trước đi. Giờ nó mình quậy ra nó cũng đều nha các bạn. Giờ mình bắt lên mình khuấy nha. Khuấy cho hai cái này nó chín hết trơn đi. Giờ tính tiếp. Rồi xong. Mẹ mình bắt lên cái nồi lên bếp rồi các bạn, quậy cho bột nó chín. Cái này cái bằng bột gạo nãy nè các bạn, bằng 250 gram bột gạo nè, mình pha với 1 cái tư nước đó. Giờ mình bắt lên mình khuấy. Khuấy cho nó chín đi, chín bột. Rồi cái mình nhắc chút cho mình để nó hơi nguội nguội như là cỡ còn cỡ 30% gì đó. 30 độ gì đó, còn nguội nguội gì đó cái mình hả trộn bột mì vô. Cái bắt đầu mình bắt nó sôi lên già. Vậy nó sẽ dễ già nữa, còn mình khuấy chín hết trơn là già nó khó. Giờ mình thấy nha, cái bằng bột gạo này mình thấy là nó chín. Chín thì nhắc tới một cái nghệ mình để mình thấy. Này thấy cái sôi được hay gì nè? Cỡ sôi cỡ chín rồi. Cỡ sôi cái nó mau ra lắm. Làm kiểu này nó mau lắm. Giờ mình cứ thấy hoài rồi thấy tròn tròn hoài rồi là cái gì nó chín rồi. Đây bột gì cũng được rồi các bạn. Nó sôi lên chút là chín rồi. Giờ mình nhắc xuống nha. Nhắc cái phần trắng này xuống đây rồi cái mình để cho nó nguội. Nguội còn cả chừng 30-40 độ vậy. Cái mình để bột mì vô mình khoa, mình quậy cho đều rồi bắt mình chà. Đó như khuấy hồ. Hồ đúng rồi. Cái gì đó là như khuấy hồ. Hồ dán gì đó. Nè các bạn nhìn nè. Đúng rồi. Nhìn nhìn giống như là hồ dán vậy đó. Các bạn khuấy thì sao mà nó chín như gì nè. Nó kẹo lên như gì nè. Là được rồi nha. Mình nhắc xuống cái mình để nguội còn 30-40 độ gì đó mình hả trộn bột mì vô. Đó. Nhìn dễ cũng dễ biết ha, như mình thấy hồ. Tới cái độ này là được rồi. Cái phần màu xanh á các bạn cũng làm y chang gì luôn nha. Đây phần màu xanh, màu xanh rồi. Đó, ở bên kia mẹ bắt lên làm tiếp cái phần màu xanh luôn. Màu xanh giờ mình cũng bắt lên mình làm như tiếp tục như cái y chứ mà bắt nha các bạn. Mình cũng quấy y chang gì vậy đó. Quấy cho nó sôi lên chút nó chín rồi nhắc xuống rồi. Nhắc xuống cái mình để nguội chút rồi nó. Tiếp tục bây giờ mình sẽ làm cái nồi màu xanh. Rồi đợi cho nó nguội khoảng còn 30-40 độ gì đi rồi mình lấy. Giờ mình đi ra nào dừa các bạn ơi. Cái phần bột nó nguội rồi nè các bạn. Giờ mẹ trộn nha. Nó cũng còn hơi nóng nóng nha các bạn, mình gò gì là nó còn nóng đó. À, cũng như là cũng còn hơi nóng nóng á. Giờ mà bắt đầu cái bột mì, phần bột mì còn lại nè nha. Mình để vô đây nha. Để vô đây là mình lấy đều ra. Nóng 40% à. 40 độ chứ. 40 độ. 40 độ. Giờ mình sẽ thấy đều ra nha. Cái giá này nó muốn ấy. Cái giá nó khó thấy. Ủa sao mình trộn cái tay không được hả? À? Nóng mà. Nóng. Kho cái giá này không em mà. Ở cái giá khác em ơi. Cái giá nó mềm quá vậy á. Giá này mềm quá. Để lấy cái giá khác. Đây mình quậy lên gì là đều là được rồi nghe các bạn. Gì là được rồi nghe. Chút mình bắt nồi nước lên cho mình dài vô nồi nước sôi á. Được rồi. Cái này phần trắng xong rồi nha. Còn lại cái phần bột lá dứa mình cũng để y chang vô bột mì vô đó nha. Mình cũng đánh y chang gì đó, làm vậy chắc ăn cả làng luôn á. Lâu lâu làm lận bạn ơi, ăn cho nó đã. Làm gì cái bác các bạn, chà cho nó mau lắm, mau hơn là mình quậy bột chín. Bột chín chà nó khó chà lắm. Đúng ra mình làm cái này nó cũng rẻ à. Mà mau nữa, mau ăn nữa. Mau ăn, mua 5.000 ăn không đủ. Đây lá dứa bên này cái màu đẹp quá. Với lại ở nhà mình làm á bạn nó ngon à. Với lại nước cốt dừa nó mình làm nó béo hơn. Nhìn màu lá dứa đẹp không? Bạn trộn đều lên là bên này cho lá dứa nhiều nè, cái gì nó màu nó xanh. Nè, ở bên đây mẹ mình trộn đều lên rồi nè.
Vậy là được rồi, ngồi cái mình đem vô mình chà là xong mà. Nhanh gọn lẹ à. Màu lá dứa hấp dẫn rồi. Điều nhé bạn. Rồi, giờ mình đi ra sao mình chuẩn bị bắt nồi nước lên coi. Đây nè bạn, nhìn màu lá dứa đẹp chưa? Mà không biết hồi á mình chà nó có tái lên chút không mà. Chà thì nó hơi đen đen lên một chút chứ nó hơi tươi, tươi cái màu nó cái tươi lá dứa. Hai cái màu. Để vô hai cái nồi luôn. Đó, giờ mình đi xuống bếp mình chà nha bạn, chà thành con bánh lọt thôi. Ở đó mẹ có bắt nồi nước sẵn à. Bắt nồi nước thì nó sôi lên mình chà cho các bạn. Đây, đây mình có chuẩn bị một thao nước lạnh nè. Thao nước lạnh nè, chút chừng nào cái đó mình chà chín cái mình vớt rồi để cái thao nước lạnh nha. Đây mình chuẩn bị nồi sẵn. Rồi cái này mình nào đợi nó sôi đi rồi mình thắp chà vô. Cái khuôn này. Đây khuôn gì? Cái khuôn đẹp lắm. Cái khuôn này á đi triển lãm được rồi đó bạn ơi. Hey. Cái khuôn độc nhất vô nhị chỉ có nhà em gái Sóc Trăng mới có thôi nha. Đó. Thiết kế đó. Ghê chưa, ghê chưa. Có bạn nào đấu giá triển lãm không? Đấu giá luôn. Đó, ghê chưa. Đây cái nồi nước này mẹ bắt nè. Lên nãy giờ mà nó chưa sôi nhiều nước quá. Mình đợi nước sôi á mình nó chà nha, để không thôi nước còn nguội quá chà cái con bánh lọt nó bị gời ra hết. Rồi đợi đợi chờ cho nước sôi thôi, quá khói. Nấu nấu bếp củi ở quê mà nấu bếp củi là lúc nào cũng vậy, vô bếp là hết gột 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 như ai quánh khóc vậy đó. Ai mẹ đi chặt hai nhánh chè bạn, kẹp vô cái khuôn à. Vậy chưa? Chà khỏi con mắt công cầm. Nước nó sôi rồi bạn, giờ mẹ chà bánh lọt nha. Hả? Cái gì mẹ? Cái sạn hả? Cái sạn đây nè. Nước sôi dữ lắm, sôi luôn. Ụp. Nước quá. Cái đây. Giờ nước sôi nha các bạn. Giờ bắt đầu mình múc đổ bột để mình chà nha, mình chà màu trắng trước nha. Đã mấy cái quân gì nè. Đang mình cầm đỡ cầm cho nó khỏi tay. Để lên đây cho mình chà luôn. Thiết kế độc nhất lắm. Rồi xong lớp trắng rồi các bạn ơi. Rồi thế là xong một mẻ lớp trắng. Cái này sôi lên chút đi rồi mình vớt ra. Cái con nó không có được dài không các bạn? Tại vì cái khuôn nó nhỏ quá. Nếu mình ép nó không có bằng người ta có cái khuôn sẵn á, mình ép cái khuôn này nó. Cái khuôn này mình làm mình ép mà ăn, còn người ta làm người ta bán là người ta làm bằng cái khuôn ép mà mua ở chợ được.
chứ không có tự chế. Cái là nó dài, còn lại mình làm một cục thôi kệ. Ta bỏ vô một cục cái ta ép ra nó dài thòn nè. Dễ ăn. Còn cái này là mình ép nhé. Rồi giờ mẹ sẽ vớt ra nha. Giờ sôi lên là mình cũng vớt ra các bạn. Chín rồi. Vớt ra thôi. Đó, thế là thưởng thức được rồi đó. Mà chưa có nước cốt. Còn nước cốt với nước đường á. Lấy cái thau hứng mẹ ơi. Vớt ra đây. Đây, vớt ra mình để qua tao nước lạnh nha. Đó. Ừ. Đó, nó. Mình làm không có chuyên môn mà như vậy là được lắm rồi. Đây. Đây nè các bạn, nó con bánh lòn này thấy không? Vô phần nước là nó chìm xuống hết rồi. Mình thấy rõ. Rồi mình vớt lên cho các bạn xem. À, hồi để màu xanh vô nữa nhìn đã hấp dẫn lắm, nhiều lắm luôn á. Thau hồi là còn thêm màu xanh đó là một thau đầy luôn á. Tuy cái con bánh à, nó không có được dài à, lắm nhưng mà vậy là thành công lắm rồi đó nha. À. Dạ. Rồi giờ tới màu xanh nha các bạn. Tiếp tục các bạn ơi, cái khuôn này mình để lại mình già luôn nha, không có rửa nha, tại vì cũng vô đây hết rồi. Giờ mình già tới màu xanh nha. Khuôn này màu trắng mình lấy cho nó không có được đẹp mà thôi kệ đi, cũng ăn à. Đó mình già gì nè, cái khuôn nó không có được, nó không phải ép, cái có cái khuôn phải ép cái con nó dài. Người ta ép là người ta để trong cái khuôn á tròn á, cái người ta ép xuống. Còn này mình chà nên nó đứt khúc, nó không có dài thòn, nhưng mà nó cũng dài nhưng mà nó không có dài thòn thôi. Mau thiệt bạn, ép cái đi xuống hết trơn một khuôn. Nóng quá trời nóng à. Bốc khói. Ừ, đúng không? Bốc khói bựng luôn à. Đó. Bạn thấy gớt xuống không? Đây. Này mình chia làm hai đấy các bạn ơi, mình làm nhiều quá nó không đều. Giờ mình làm thì ăn quẩn đi ngon. Rồi. Wow, màu xanh. Sao cho nó sôi lên nha. Cái mình vớt ra cái mình tháo lại ăn một cái nữa nha. Đó, ủa ơi, màu xanh đậm quá mẹ. Ừ, cái này trời, nó dưới già, lửa lá dưới già không. Ủa, màu xanh đẹp quá trời luôn hả bạn. Nãy mình tính lên cái màu nó tái tái mà không ngờ màu nó đậm thiệt, đẹp ghê luôn. Già, luôn. Bóng lá dứa luôn. Xe đậm chặt. Này mẹ làm lá dứa nhiều bởi vậy đậm màu nhìn đẹp ghê luôn không? Dẫn à. Ra sôi lên cái mình vớt ra cái mình. Ra nghề cái được chưa các bạn ơi? Bạn nào ăn đặt mình nha. Ăn cái này chất lượng nha, không có thịt the hay là cái gì trên nha. Thì xấu nhưng mà ngon nha. Hay xấu gì đó, nhưng mà có vỏ. Đây là màu trắng nè. Mình để cục đá vô cho nước nó lạnh nè. Bạn để cục nước đá vô vậy đó, nó lạnh đó, nó không có bị lền. Nó nóng quá, nước nóng quá nó không bị lòn. Thấy không? Trắng có bột mà bột mì bởi vì nó trong vắt luôn. Đó, trong queo à. Nhìn đẹp không? Đó. Màu trắng. Giờ mẹ vớt bỏ màu xanh vô luôn nè. Cái mình vớt ra nha. Mẹ vớt bỏ màu xanh vô luôn. Đúng là màu xanh vô cái nó khác liền đó nè. Thơm quá mẹ. Thơm ở dưới vậy lắm. Thơm ở dưới không à. Ừ. Thấy đẹp không?
đổ ra cái nó thơm lá dứa ngào ngạt luôn á trời ơi. Cái này là nói thiệt á nha, chứ không phải mình nói thêm đâu nha bạn, tại vì để lá dứa nhiều quá nên nấu ra cái nó thơm mới sợ á. Mà mốt các bạn muốn ăn cái lọt thì cứ làm như vậy đi, là rất là mau ăn. Không có thèm the nước dưa nước châu ai vậy chứ. Nhìn hấp dẫn chưa? Nãy mình cũng tranh thủ lúc mà mẹ ấy bột mình đi nạo dừa các bạn. Đặng gì xong nè, cái mẹ Thắng nó cốt thưởng thức liền cho nóng. Đẹp không? Xanh xanh trắng trắng. Thảo Quy thích nhất món này nè. Thảo Quy thích món này, bà nội làm lắm luôn. Tại mình để cái mới vớt ra nó nóng á, nên cái nước nó hơi đục đục đục. Hồi mình đổ nước, mình thay nước khác là nó trong vô à. Nè. Bạn thấy không? Nước nóng đó bác ba bạn thay cho nước lạnh á. Bỏ rồi bỏ cái đá vô nó không có bị lờn, còn nước nóng đó là nó bị lờn. Ngon ghê chưa? Rồi. Xong, đã xong món bánh lọt. Giờ mình sẽ thắng nước cốt dừa với lại nước đường nha bạn. Đây nè các bạn, đã xong rồi nè. Nãy mình cũng mới thay nước nè. Nè nè, dẫn chưa? Đẹp không? Một thao trà bá lửa luôn. Cái này là làm ăn nguyên cả làng luôn á chứ cả nhà gì. Màu nhìn đẹp không? À, trắng trắng xanh xanh. Cái màu huyền thoại của bánh lọt là màu xanh trắng. Giờ mẹ đang chuẩn bị ấy nước đường với nước cốt mà. Ở đây mình cũng bắt nồi nước đường nên mình thắng nè các bạn. Các bạn cứ bỏ nước đường vô, bỏ đường vô nồi với lại chế nước vô là mình thắng cho nó. Nó tan cái phần đường ra hết là được rồi. Dễ mà. Mà các bạn làm chế nước vừa vừa thôi, đặng cho cái phần nước nó hơi kẹo kẹo một tí. Nó ngọt. Nó tan miễn hết đường là mình nhắc xuống được rồi các bạn. Tới mình thắng nước cốt dừa. Giờ mẹ sẽ bán cho ngượng liên 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 nha các bạn. Rồi xong rồi, khoảng thành quả đó các bạn ơi. Đây, rồi mình sẽ bán cho ngượng liên nha. Cái mẹo một cái thao thật là khủng khiếp. Một thao này chắc nữa di chuyển vô sắm trong bớt quá chắc bạn ơi, quá rồi. Vậy chứ mình làm sẵn gì nè mình cho chứ ăn ngon lắm à. Đúng rồi, chẳng hạn như ở nhà cái ai ra bưng gì lại cho cái ăn ngon lắm. Mà làm cái ăn mệt mệt quá cái ăn không ngon bằng người ta cho à. Hầu như vậy đó, đi ăn chợ cũng vậy. Mẹ để nước đường vô. Cái phần nước cốt dừa á bạn, mình không biết nè, nãy mình nói lộn, mình tính đâu là thắng rồi đâu, mẹ nói là để gì là ăn à. Ăn nước cốt sống à. Không có thắng. Vì mốc mốc đại quá sao để nước đá đây. Nãy mẹ mốc nhiều quá. Rồi giờ chế nước cốt dừa vô nè. Nó bán vô liền. Ôi nhìn nó nè. Chế nước cốt dừa vô nữa bạn. Cái này mà làm thêm cái gì sương sáo hột lựu gì đó bỏ vô á, thêm màu đỏ đỏ nữa. Trong tủ lạnh mình có sương sáo, căn hồi mình làm thêm một ly khổng lồ. Rồi giờ dọn lên lấy lên thưởng thức thôi, bỏ đá vô. Đây là 3 ly nữa bạn, thành quả. Nhà mình thì bây giờ mẹ làm 3 ly à. Có mẹ với anh Dạng với mình làm, ba thì đi làm mà không có nhà nên chịu về ăn sao. Thưởng thức phải gì làm nóng hổi gì mới ngon chứ. Vô, là phải làm liền, làm liền. Đâu có ăn lạnh chứ ăn nóng gì bậy không à. Cho nó nóng hổi.
Tại bạn ăn bánh lọt nha. Ý nói là cái gì? Làm ăn liền. Nè, thích ăn nước đá, bỏ nước đá vô. Đầy quá. Có bỏ thêm bỏ nước đá vô. À, thấy không? Ok. Thích ăn đường thêm thì bỏ đường thêm, thích ăn có thêm bỏ. Vô bạn ơi. Không ngày câu cá lóc qua bánh lọt nó lọt mất cá lóc rồi. Cho hên hên lại. Rồi các bạn thử thích nha. Ai nói chứ đi thi đi làm gì à, ăn đậu đậu với ăn bánh lọt khi cũng đậu thấy mồ. Đó thì học là tới thi là đâu cho ăn đá đậu đâu. Ủa đá me. Đậu dốt. Đá dốt là dốt rồi. Cũng dốt như thường hả? Cũng dốt như thường, mấy chục ly đá đậu cũng dốt như thường. Béo mà nó còn ra dứa. Ngon. Cái trưa nắng là mát mát rồi bỏ nước đó lạnh vô ăn ngon rồi. Thêm đang đói nữa, sáng giờ đâu có ăn cơm đâu, để bụng đã ăn bánh mà. Mà mốt các bạn có muốn ăn thì làm y như vậy đi. Mau lắm, là mau ăn lắm. Ôi thôi, như anh vậy anh làm lại dữ ta. Còn ly gà làm luôn đi, dữ một thao dữ lắm. Ừ. Mới ăn cơm cái lọt. Lọt lọt nè, ăn lẹ. Hút vô cái lọt, ép chứ. Béo. Lấy thơm mà vừa béo. Thơm vừa béo con hả? Thơm nó dứa. Công nhận ông Dạng ăn cái chi cũng thèm đấy các bạn ơi. Anh Dạng với Putin á. Chứ sao để cũng đá bự vậy á. Ăn nó không có bị lõn tròn lõn tròn. Để đập nhuyễn qua gà quá cái ăn dính nước đá à. Rồi tới em đi chứ. Ăn ly nữa. Ngon. Ăn ly ngon rồi. Ăn ly. Làm hai ly quá mất ngon hả? À? Rồi giờ tới mình thôi bạn ơi. Vô trong dạng cầm máy mình ăn thử đi. Thử tay nghề mẹ làm. Mẹ làm mẹ làm nha. Cái này mình hấp thì nó béo hơn là bỏ đá vô. Ừ. Bỏ đá vô nó loãng ra. Cái này phải bỏ vô cho tủ lạnh mà đừng bỏ đá. Để cho nó lạnh đúng không? Lạnh đúng không? Đó, nghe nói là hồi chắc có 1 ly ở trong tủ lạnh. Thì cái một tô. Một tô á. Nước đá vô nhiều quá cho nó chảy nước ra, nó hơi loãng ra, nó không vô. Đổi tài. Đổi tài liền. Này nước cốt dừa này á, nãy là dắt ra gì là để ăn luôn nha bạn. Cốt dừa tươi. Mình hơi bị sai là nãy mình nói đi thắng. Cốt dừa tươi mới đúng bài. Vô nha. Chăm luôn. Từ từ không được. Thôi mình không bỏ đá đâu, mình vút luôn. Ăn miếng chắc vậy nó mới thơm, nó mới béo, mới ngon. Còn của nước lá nó béo mà nó ngọt, nó thơm mùi. Ở dưới sao? Ừ. Mà mới lọt này bán lời lắm. Ừ. Rồi. Ngon thiệt. Bán ly bao nhiêu? Năm chắc ly 10.000 quá, ly năm một bọc 5.000 có xỉu à. Ly này dữ lắm, ly này 10.000 chừng lỗ luôn á. Cái này của mẹ đặt dữ lắm. Ờ nó bán, người ta chế nước đường, người ta ăn nước đường lỏng, người ta chế vô lỏng lẻ à. Người ta ăn nước đường lỏng luôn. Vừa thèm, mà vừa đói. Quất vô ly này, cái trầu nó xuống. Thảo Quỳ với cô Trình cũng khoái nữa. Thảo Quỳ khoái. Quỳ khoái ăn mấy ly luôn. Cái này là ăn cho ngon nè, chứ thưởng thức là người ta phải gì nè. Mà gì đâu ngon. Đó. Phải nhai từ cộng rồi thưởng thức. Điếm từ cộng hả? Điếm. Ừ. 3 hơi hả? Này 4 hơi hết trơn ly à. Giá bộ bình thường làm hơi 1. Này đặt kim tuốt, húp bút lên thôi. Mình lọt gái là mình phải tế nhị nha bạn. Từ nhưng từ có bán 3 ly nó chết. Nó dốt đó. Gái mới hai đứa. Gái hai đứa con. Sừng sắt. Để chích gà, để mà hơi đôi chích cốt. Rồi xong. Nhanh hả? Gọn lẹ. Đúng thiệt, nhanh gọn lẹ. Cái này là mau mà ăn cũng mau nữa. Ăn cũng mau đó thiệt. Mà làm cũng lẹ. Hồi nãy mẹ làm có chút xíu là xong rồi đó bạn. Các bạn nào không biết làm á thì cứ xem clip mình á, theo hướng dẫn của mẹ làm lẹ mà cũng dễ nữa, nhanh gọn lẹ. Nói
chung là hôm nay ở nhà đụng ly bánh lọt như vậy chưa ha bạn, là sướng nhất kìa. Thôi thì clip đến đây mình cũng chào tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like và chia sẻ, đăng ký ủng hộ em gái Sóc Trăng nha. Chào các bạn. Chào các bạn nha.